ta chơi về tới nè cô chú anh chị, bữa nay chiều thứ năm về tới rồi mà còn không vô nữa, còn ngồi ở trong đó bấm điện thoại không biết gọi cho nhỏ nào nữa, không biết nữa, chắc gọi cho nhỏ nào kia là tao tới nhà rồi, đừng có nhắn gọi gì cho tôi nha, vợ tôi nó biết nha. Hôm nay who the girl? Jacob's football club, you can have a look if you want. Yeah. I wanna have a look. I hope so. Crazy, who the girl? Really got two here. I don't want a third. Dad, I thought you loved us. Of course I do. Ba đẹp trai không chị? Ba đẹp trai quá. Ba đẹp trai quá. Rồi hơi bạc mặt vét cho nữa rồi tới nhà còn mặt vét nữa. Ba đẹp quá. Rồi đi ra đường kìa. Ra đường ngựa ấn luôn. Yeah. Thôi được rồi đó. Đi 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 công tác vậy không có quà gì cho chi hết trơn mà thấy trong xe có một lốc bia rồi kìa. Ghé tiệm mua bia rồi. Chịu nổi không? Daddy, I wanted you to give me a present. Daddy, guess what? Oh, when I got to school yesterday, Mummy got a surprise for me. Yeah, I got gummy bear for my birthday next week. Daddy, I've got my happy birthday card. I got it from school. Nè, chị ngốc ngốc cái đầu rớt xuống đó là tiêu luôn nè. Thôi, gái về liên khỉ quá con. I'm going downstairs. Đi xuống dưới đó đi. Mẹ đóng cửa lại. Chị nơi mừng dữ trời vậy ta, kéo cái áo xuống kìa con, gì mà nó săn săn cục lên đó vậy? Cái áo của chị kìa, chị mặc kiểu gì vậy? That's why I want to be a ballet. Ballet gì vậy hả? Kìa ba vô tới. Daddy, I found this here. Bia. Trời ơi. Papa nữ đẹp quá. Ôi. Crazy. Ông trai có chị chị đẹp. Kìa là âm ba kìa. Hello chicken. How are you? Well, that's a better welcome than I got a few weeks ago. Right? You know what this means when daddy comes home? Yeah. What does it mean? Cry. No, it means Chichi go in her own bed. I know. No more sleep. Oh, sorry, babe. No more sleep with Matt. Oi. I know. Oh, you all right then, babe? Yeah. You all right? Yeah. Hello, mummy. Hello, mummy. Cold Antarctic shore. She was as fluffy as it didn't. Every night her parents sang, our home is where the land is free. From hill or mountain, twig. Sáng nay trời mưa, hả cô chú anh chị, cũng may là ba Chi ở nhà cho nên là ba Chi đưa Chi đi học. Kim đỡ thêm một việc nữa hả cô chú anh chị. Hôm nay Kim sẽ lau dọn tất cả những cái rèm cửa, cửa sổ và cửa kính hả mọi người. Cái rèm cửa của Kim này là làm bằng gỗ hả cô chú anh chị. Ở bên Anh bây giờ Kim thấy người ta sử dụng cái rèm cửa bằng gỗ như thế này nè cô chú anh chị, rất là phổ biến hả mọi người. Người ta sử dụng cái này nhiều hơn là cái rèm cửa bằng vải đó cô chú anh chị. Cái rèm cửa kiểu này thì nhìn nó sáng sủa, nó đẹp và nó gọn gàng. Nhưng mà cũng có một cái là nó bụi đó cô chú anh chị. Nhưng mà bụi thì mình cũng dễ lau dễ chùi ha mọi người. Không có cần phải tháo xuống giặt giũ ha cô chú anh chị. Mẹ chồng Kim là một người rất là sạch sẽ cô chú anh chị. Ở trong nhà là không có một hạt bụi nữa. Cho nên mà nhiều khi mỗi một lần mà mẹ qua đó là Kim phải dành luôn nguyên một ngày trước đó để lau chùi sạch sẽ cái nhà, không còn một hạt bụi nào đó cô chú anh chị. Tại vì mẹ Kim rất là kỹ luôn, đi qua đây cái kiểu như là cũng nhìn ngó nha mọi người, cũng nhìn ngó đó chứ không phải là không nhìn đâu, cũng nhìn ngó có bụi hay không. Kim nhớ có một lần cái rèm cửa của Kim đó, Kim lúc mà Kim mới qua đó là Kim không có biết là phải Kim không có để ý đó mọi người. Không có lau bụi đó, xong cái mẹ qua mẹ thấy như vậy đó, xong mẹ đi mua. Cái lần sau mẹ đến mẹ mua cái khăn đến mẹ đem mẹ lau cái rèm cửa cho Kim. Xong rồi từ đó là Kim mới để ý là mỗi tuần Kim lau một lần đó cô chú anh chị.
Mẹ chồng Kim cũng chia sẻ nhiều cách để lau chùi trong nhà đó mọi người. Giống như là đến nhà mẹ đó là mẹ sẽ dẫn vô trong tủ, mở tủ ra xem, là chỉ cho Kim xem là cái chai này nè là sẽ xịt bếp, cái chai kia là xịt cái gì đó, là chùi cái gì đó, hoặc là cái chai nọ là làm cho sạch vết bẩn đó. Nói chung là chỉ nhiều bí quyết lắm. Thì Kim về Kim, từ đó Kim cũng học được mẹ chồng Kim nhiều đó cô chú anh chị. Lôi cái ghế nó ra xong rồi mới thấy là một đống đồ chơi của Chi dưới đây nè cô chú anh chị. Chi nó chơi nó hay làm rớt, nó dục á, không có lụm lên luôn đó mọi người. Mấy ngày là mình lôi ra một cái là mình thấy như vậy đó.
Hey, Ma. You all right? Yeah, I'm fine. Quick one. What's the budget? Yeah. What's the budget for Lauren's present? Very generous. Okay. What is that? Is that too much? No. Chào con bác cô chú. Hello cô chú ơi, bây giờ hai vợ chồng đang đi đón chị Chi hả cô chú anh chị? Hôm nay lần đầu tiên mà ba với mẹ cùng đi đón chị Chi nè cô chú anh chị. Sáng nay thứ bảy hả cô chú anh chị, thì sáng thứ bảy ba Chi đã chở Chi đi học múa ba lê rồi cô chú anh chị. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Chi luôn nè cô ông bà cô chú ơi. Ba mẹ chở Chi đi học xong rồi đi về nhà sẽ trang trí sinh nhật cho Chi hết cô chú anh chị, để một chút nữa Chi đi học về Chi sẽ thấy bất ngờ hết mọi người. Thì sinh nhật của Chi cũng không có mời bạn nhiều hết cô chú anh chị, chỉ có ba cái bé là ở hàng xóm nè, và thêm hai cái bé học ở trường nữa. Hai cái bé đó thì học chung từ mẫu giáo đó cô chú anh chị, biết và thân nhau đó, cho nên là chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Ba Chi mở ra để dán chỗ khác rồi nè cô chú anh chị. Nhiều người thì sẽ tổ chức sinh nhật ở những cái khu trò chơi, nhà hàng hoặc là ở ngoài hả mọi người. Nhưng mà Kim thì sao không hiểu sao á, Kim thích tổ chức sinh nhật tại nhà mọi người. Ở nhà thì mình có hơi cực, rồi mình dọn dẹp, mình trang trí xong rồi mình dọn dẹp, mình phải nấu ăn này nọ nữa. Nhưng mà Kim thích làm ở nhà, tại vì ở nhà thì Chi Chi sẽ được chơi với bạn nhiều hơn, là gần gũi với bạn. Còn mà đi tổ chức ở những cái khu trò chơi đó cô chú anh chị, thì Kim thấy mấy bé đó là mạnh bé nào nấy chơi, mạnh đứa nào nó nấy chạy đi chơi vậy đó. Không có chơi chung với nhau cô chú anh chị, tại vì ở ngoài đó thì khá là rộng hả mọi người, cho nên mạnh ai nấy chơi, bạn bè không có dành thời gian cho nhau nhiều á, cho nên là Kim thích làm ở nhà cho các bé chơi với nhau nè, giỡn đùa sẽ có nhiều cái kỷ niệm hơn đó cô chú anh chị. Ba Chi đang để các loại kẹo vào cái con này hả cô chú anh chị. Con này Kim không biết gọi là con gì, nó biết phải con ngựa không ha. Xong rồi một chút nữa các bé sẽ đập cái con đó ra, đập cho đến khi nào mà cái con đó vỡ ra để rớt kẹo ra hả mọi người. Xin chào con bà con chú. Chúc mừng sinh nhật Chi nha. Mẹ chúc mừng sinh nhật Chi nha. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bà. Rồi bữa nay Chi mấy tuổi rồi Chi biết không?
Nó là mấy? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tuổi. Con 5 tuổi. Giỏi quá, đừng có nhảy nhảy nói chuyện. Thôi rồi, đưa đây mày cài này cho con nè. Bữa nay sinh nhật công chúa mình chi mặt. Kéo. Đây 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 đây. Sinh nhật Kim lo cho các bé này là ăn uống rồi chơi rồi tổ chức các trò chơi cho mấy bé nữa cô chú anh chị, cho nên là Kim quá trời bận luôn, Kim không có quay luôn cô chú anh chị. Kim không có quay ăn uống, không có quay đồ ăn luôn, và không có quay đồ ăn cho người lớn nữa. Kim có làm món bò kho cho người lớn nha cô chú anh chị, còn các bé nhỏ thì có pizza, pizza khoai tây chiên với lại có xúc xích, rồi cái bánh mà có xúc xích ở trong đó cô chú anh chị, gà lăn bột chiên đó mọi người. Nhưng mà Kim bận quá trời không có quay được luôn á cô chú anh chị. Cái đoạn này là mẹ của bé học chung chi đó biết Kim làm YouTube cho nên là quay giùm Kim đó cô chú anh chị. At the inside. Okay. You gotta squeeze it and put your fingers in it, like. Go on. Try and bite it. Arr. Mission, yep. Lauren.